Hello, em chào tất cả các bác. Em vừa mới về được một chiếc quạt thương hiệu là Nationa màu xanh cớm. Chiếc này là toàn bộ là zin đẹp xuất sắc nha các bác. Chiếc này là cánh của nó là 30 cm. Toàn bộ là zin nguyên bản từ A tới Z. Đây, màu nó màu xanh cớm Nationa. Bóng loáng nha. Cái này em không có gài khóa vô nha, để tí em gỡ ra để cho các bác xem chiếc cánh của nó. Phía trước của nó có logo Nationa. Giờ em gỡ cái lồng ra để cho các bác chiêm ngưỡng nha. Lâu thiệt lâu mới có được chiếc quạt đẹp như thế này. Cánh là lành thiết, không có bị mẻ vỡ tí nào nha các bác. Có là em báo luôn. Đây, nó còn cái tem của nó đây. Dòng quạt Nhật toàn bộ zin của nó là 100V nha các bác. Cái này là túp lăn để cho nó quay nha, mình nhấn xuống là nó quay, còn rút lên là nó hoạt ra quạt tại chỗ. Dây 30 điện 100V. Chiếc này vừa quạt vừa vừa để chiêm ngưỡng trưng bày chu tâm là đẹp lắm nha các bác. Đây, dưới này là của nó làm bằng kim loại nha. Nó còn bốn cái đế cao su nguyên bản luôn. Này, em đẩy giá phải chăng để cho các bác sưu tầm về chơi nha. Dòng quạt Na thì quạt tuyệt vời luôn, nổi tiếng lâu rồi, quạt gió cực kỳ êm. Nó ở bốn cái cháu đó, để tí em gài lại. Rồi, bác nào yêu thích sản phẩm cây quạt Nationa này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn giúp em để cần hình ảnh và video em gửi thêm cho các bác tham khảo nhé. Bên em ngoài bán quạt còn bán đồng hồ để bàn và treo tường nha. Những phẩm sản phẩm vừa túi tiền để về mình chơi. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác.